Đó, cá sấu cát con. Đó, coi kìa. Quá trời mọi người. Cá phi con to to mà. Đó. Ồ, ô, con cá rô bự nè. Mọi người xem con cá rô nè. Con cá rô là kinh khủng, con cá rô cho. Bự quá trời bự luôn. Đó, cái mày trắng. Rồi. Ờ, bên kia con cá lóc quá trời bự em. Bắt đi, bắt đi. Ờ, cá lóc quá trời bự luôn mọi người. Kìa. Nằm trên đó nó chờ lại bắt ạ. Đó, to ghê chưa? Luôn. Rồi, cá sắc lát quá trời bự bên đó không mọi người. Mới thấy đó chích cái thịt xình luôn hả? Ừ, chích cái xình luôn cả. Đó, cá lóc nè. Dữ à. Nó thấy cá chạy chạy nó chích cái xình luôn. Cái đó mình rửa cái lóc bự nè. Ở trên đó có con cá lóc à. Ô, đâm phóng kìa. Cái đuối đó mà nãy nó chui trên này. Cái lóc kìa nó kìa. Nè, đây quá trời luôn mọi người. Nè, nó phóng kìa. Ô, quá trời rồi. Ô, trời. Sáng qua đây có nấu bảo hiểm nghe không ta? Mai chiều về kêu em còn cái cải cách được cái bao đựng như này mới được. Kêu mập nó chế mới được. Nó siêu chế đó. Trời ơi, con cá lóc to kìa. Quá trời bự mọi người. Con lớn. Con lớn chắc 1 ký mấy 2 ký á. Lần trước này dữ lắm luôn rồi, một cục ở đây luôn rồi. Đó. À, lên nè. Lên em cá chép à. Ô thế chích cá chép xong nó lội tiếp á. Đó, nhóc hết trơn mọi người kìa. Đó, thẳng rồi. Cái sắc lát. Cái sắc lát đó là cái sắc lát đồng nha mọi người. Nhưng mà cái sắc lát cầm. Mà cái cá mèo. Cái lỗ này quá trời cá luôn. Ừ. Cái rùa biển quá trời to luôn. Trời. Trời, cái mè trắng, cá chép với cá sấu cát. Cá rô biển. Quên cá rô biển, cá rô biển bà. Dạ. Nè. Dữ lắm cá ở đây mọi người. Chút xíu mình xịt mình quay cho mọi người xem nó nhảy tung tung té cho mọi người xem. Quá trời cá đây nè. Ồ, cá lóc kiến. quay rồi. Quay dính rồi. Cá ngựa luôn. Anh Tâm Nguyễn ơi, chào bạn em Nguyễn ơi. Em đi mất lại rồi. Mất lại. Rồi kìa, giao bao cho Lâm. Đó, coi kìa. Lắm luôn mọi người. Phóng lia chia hết trơn. Ô, quá trời à. Trời đầu vậy? Không rồi, thứ hai trời. Bắt cá còn không kịp, nó gạo rảnh đâu rồi trời. Cá rô biển to. Thả lại, thứ hai trời. Không, bây giờ đắp gặp lại đi. Xuống tôi quay. Đó.
Chỗ này rất là nhiều cá luôn nè mọi người. Cá gì? Vô há rồi. Có cá lóc bự mọi người. Đi ra ông ơi, rộng rồi, rộng rồi, đi ngang cho mày ăn thịt cá luôn. Ừ. Đi ra cái hẹp đó đi. Quá trời to luôn. Bây giờ tôi xẹt cái này tôi chơi thôi. Tôi mò chơi thôi. Bỏ đi mò đi. Cái ông lụng. Dốt tiền cái đen lại rồi nữa chờ. Quá trời nhảy luôn à. Con này tiền, con đó con này. Con đi rồi, cái đèn con chuối nó cũng ngợp chờ hồi cũng lên chờ. Đủ, đâu rồi. Đây. Trời ơi, cá sắc lát bự quá trời bự luôn à. Trời ơi, trời có con khủng nữa nè. Cái gì vậy, cái bọc đó. Lên luôn, ông ơi, lên trước, ông ơi, cái mẹ nè. Cá nó bao lên. Cá gô như cá lóc vậy mọi người. To ghê vậy. Đó. Nguyễn ơi, chú bao Nguyễn ơi. Mẹ nó không, không, đi thôi chứ sao vậy? Kìa, quá trời nhảy luôn mọi người. Đó. Cái sữa hôm qua hãy lên cho coi rồi. Xài đó con ơi. Mở con đi. Hôm nay tôi không nhiều tiền đâu. Hôm qua mới được Tết đi chú cháu. Hả? Chú cháu. Hôm qua mới được Tết phải không? Ừ. Rồi dán đường phải tháng Giêng gì. Dán nữa dán. Đó, cá sắc lát to. Cá sắc lát nè. Dấu giật, xiệt xiệt không? To to nè. Bao cá nhiều quá trời nhiều luôn. Kinh muốn không nổi luôn mọi người. Cô lượm thắt lát thôi à. Ừ. Cá chép. Thì này còn chết được chứ mà tại nước nhiều quá nó chết nhiều mà cái lượm nó không có qua để gì. Tùng nha. Nó bự lắm đó. Vô vô bà sáng nha. Nè, cá ngay chỗ miếng đăng đăng lên. Đang phóng tùm lum hết trơn rồi mọi người. Dính lưới luôn kìa. Cái này dinh nha. Phóng lên xuồng luôn mọi người. Phóng dính lên trên xuồng luôn mấy con. Có cá dầu đây, có cá dầu khủng không anh? Dạ, yeah. Bắt mà hồi sáng bắt rồi à? À. Nó ở trên xuồng có con cá giòn nhỏ nhỏ. Đó, phóng lên xuồng luôn kìa. Cá giòn bự mà ông nói vụng này thì nó khỏi nói rồi. Cả năm. Lên cháu vậy, đẩy xuồng lên vậy. Trời ơi, con cá lóc bự kìa. Quá trời bự rồi. Đây ơi, ông mấy làm cá này nhấp đủ nó lôi dữ lắm à. Thôi thôi, dạ lấy cái câu mắc vô đi. Lôi. Con cá đó lôi luôn, không chừng mắc luôn cái thằng câu. Mắc rồi, trên rồi. Ờ, nó phóng kìa. Xẹt gì đâu mà chưa gì, cá kia cách chân chạy. Ừ, chết coi. Đãi đi. Đó. Bỏ thôi đi. À, cách nào chẳng mười cái lại nó thoát ra đây một cái là mệt nó dính trong lưới quá trời mọi người. Ừ, chết nó. Đó coi kìa quá trời mọi người, cá phi con to to nè. Đó cá để ngụm quá
chút không biết. Quả trời luôn rồi, đẩy lên cái xuồng luôn rồi. Ông thì mới cá bỏ nó nữa hả? Dục lại xuồng nè, tối anh đi thêm dục xuồng luôn nè. Xuồng rồi, chút đẩy xuồng lên cái lên xuồng kéo ra, ông đi đúng rồi đó. Ôi ơi, khủng. Quá trời, anh có lóc bự luôn mọi người. Đẩy xuồng đi. Nè. Ra à, cho anh đây anh néo cho nó cái đèn con cái nữa. Hồi nãy ai tay giật đâu. Bây giờ xuống bị cá mới được. Giật nó liền cho nó đó. Đó dùng cái hả? Đâu rồi. Nhớ tôi nha, nhớ tôi. Đây 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 anh ơi, cái giật nè, hai cái nè. Nãy giờ để làm sao không thấy? Để rồi, cái chết rồi cho chết luôn rồi. Đang như làm hồng heo mà không chết rồi, chết luôn mà không sao không chết thấy mà chết rồi người ta. Chết rồi. À. Chết rồi, để nó đủ. Chết rồi. Chết rồi. Đừng đâu chết chết. Mở cái lưng xuồng đi anh em ơi. Đóng xuồng rồi, đóng cá với xuồng luôn mọi người. Nó không chết thì nhiều quá rồi, không chịu làm sao. Nghe đâu à. Đứng sao à. Anh ai vô trong sông nghe. Đó, nguyên một giờ cá luôn. Cái này giờ có đây con giờ nè. Đó còn cây trên xuồng hả? Ông đứng ngồi đó nghe, ông quay lại gắn kẹo ha. Dảnh mông à, dảnh mông à. Lưng tao còn xài đó mày ơi. Lưng tao còn xài đó mày ơi. Ê, nhớ nhớ mà bắt bà con chút là gần nửa xuồng cá luôn mọi người. Đó, gần nửa cái khúc đằng này đó. Nó mới lượm cá lâu kiếm mà không được. Rồi tay vô. Nó đụng cá lâu kiếm. Không có đẩy xuồng anh Long ơi. Đằng đó có con cá chép nổi cái đầu quá là bự luôn à. Chép á. Cái nào cá chép đâu mà chỉ đâu thôi. Đó đó đang hóp hóp đó 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 cái đầu bự đó đó. Đó đi coi. Đầu đi. Còn cái giật đâu? Còn cái giật nào đó? Cho nó bắt cái giật đi. Đó.